Theo lẽ thường thì nếu phải xếp hàng chờ đợi trong vài tiếng đồng hồ với nhiều người không phải là một công việc dễ chịu gì. Thế nhưng, từ sáng sớm ngày 31 tháng 7 năm 2020, hàng trăm người đã có mặt tại điểm trường tiểu học Hoàng Diệu, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và kiên nhẫn ngồi chờ. Không nhiều người nói ra, nhưng có lẽ đa số họ đều mang nỗi lo có thể mình đã vô tình mắc phải virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 khi vừa trở về từ Đà Nẵng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sáng 31 tháng 7, Trung tâm Y tế quận Ba Đình đã kích hoạt 4 điểm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho toàn bộ những người sinh sống trên địa bàn quận này, từng đến Đà Nẵng và những vùng có dịch. Trước khi tổ chức sàng lọc, Trung tâm Y tế quận Ba Đình đã phối hợp với chính quyền rà soát và thống kê được hơn 2.000 người dân tại địa bàn trở về từ các vùng có dịch. Đơn vị này đã huy động toàn bộ nhân lực để kích hoạt 4 điểm xét nghiệm nhanh tại trường Tiểu học Nghĩa Dũng, trường Trung học Cơ sở Thành Công, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi và điểm trường Tiểu học Hoàng Diệu. Dự kiến quá trình xét nghiệm sẽ diễn ra trong 2 ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8 năm 2020. Tại điểm trường Tiểu học Hoàng Diệu, việc xét nghiệm sàng lọc COVID-19 diễn ra theo đúng quy trình nghiêm ngặt của Bộ Y tế, từ việc xếp hàng chờ, đo thân nhiệt, lấy thông tin, lấy mẫu cho đến xét nghiệm. Quá trình đi Đà Nẵng thì bọn tôi có đi qua một vài địa điểm mà có người dính Covid ạ. Thì khi mà nghe được cái thông báo khẩn đấy thì cũng rất là lo lắng vì sợ là kiểu mình có liên quan đến cái người mà F0, F1 đấy ạ. Thế là mới kiểu tự cách ly trong gia đình rồi. Xong rồi thì nghe tin là được xét nghiệm như thế này thì tôi cũng đi gọi điện cho phường để được đi xét nghiệm luôn ạ. Thì hôm nay nhận được kết quả là âm tính thì rất là vui ạ. Quy trình xét nghiệm của chúng tôi thì cũng không lâu. Thứ nhất là đi vào đón tiếp và đo thân nhiệt, khai báo y tế, khai cái tờ khai xét nghiệm. Sau đó thì vào bàn lấy mẫu xét nghiệm, chờ kết quả khoảng 10 phút. Được cầm trên tay tờ kết quả âm tính, bà Nguyễn Thị Hòa, 56 tuổi, dường như đã quên hết mệt mỏi, lo lắng. Hôm nay cũng rất là may và rất là vui là vì là quận đã tổ chức một cái buổi test cho tất cả mọi người ở Đà Nẵng về thì là để sàng lọc, để cho tất cả mọi người đều được yên tâm và có một cái biện pháp để phòng trừ cho cộng đồng. Và cũng mong là tất cả mọi người ai cũng được âm tính, kết quả âm tính và giữ gìn cho cộng đồng không bị lây lan. Dự kiến trong ngày 31 tháng 7, Trung tâm Y tế quận Ba Đình sẽ xét nghiệm và trả kết quả cho 300 trường hợp tại điểm Hoàng Diệu. Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7, điểm trường tiểu học Hoàng Diệu chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính.